Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại thông minh chính hãng Samsung giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến ngay shop Bap Công Nghệ của mình nhé. Tất cả các sản phẩm trên shop của mình đều là Samsung chính hãng bảo hành trên tất cả các trung tâm của Samsung trên toàn quốc nhé. Ngoài ra, shop mình sẽ liên tục cập nhật tất cả các dòng điện thoại chính hãng mới nhất hiện nay. Các bạn hãy vào shop của mình ấn theo dõi để cập nhật tất cả các thông tin mới nhất nha. Máy Xiaomi bị lock FPS, bóp hiệu năng mỗi khi chơi game. Thủ phạm gây ra chính là roi xe và battery and performance. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa chúng đi nhé. Chỉ cần một click là xong. Ok, trên tay mình chứa chiếc Xiaomi 14 Ultra, chiếc máy hot nhất mới ra mắt của Xiaomi trong thời gian vừa qua. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa roi xe trên mọi thiết bị sử dụng MIUI và kể cả HyperOS nhé. Cách làm thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ xong trong một cú click chuột thôi nhé. Về roi xe ấy, nó chính là một cái phần mềm hệ thống. Nó có tác dụng là tối ưu cho hệ thống, để hệ thống có thể chạy một cách ổn định nhất. Thì tức là khi mà anh em chơi game quá nặng ấy, thì nó sẽ lock FPS để cho chiếc máy không quá nhiệt lên nhé. Ở trên máy tính ấy, thì các bạn tải cho mình cái phần mềm đó chính là Adobe App Control nhé. Thì cái link tải mình để dưới phần mô tả. Thì đầu tiên là trên điện thoại ấy, các bạn phải bật chế độ nhà phát triển và gỡ lỗi USB cho mình nhé. Các bạn sẽ vào setting này, chọn My Device này, kéo xuống và chọn Detail Info and Spec này, và kéo xuống cho mình chọn cái OS version, kích vào cho mình 5 lần nhé. 3, 4, 5 này. Rồi, bây giờ mình đã vào chế độ nhà phát triển, mình sẽ thoát ra này, kéo xuống này và ấn Additional Setting này, kéo xuống, ấn vào Develop Option này. Rồi các bạn tìm cho mình cái đó chính là USB Debugging nhé. Đây chính là cái tính năng gỡ lỗi qua USB đấy. Sau các bạn ấn tích này và các bạn chờ 10 giây thôi. Ấn OK này, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cắm dây cáp kết nối điện thoại và máy tính lại với nhau này. Đó. Sau khi mà các bạn cài ứng dụng Adobe App Control ấy, thì các bạn bật lên này. Bởi vì mình đã bật chế độ nhà phát triển và gỡ lỗi USB rồi ấy, cho nên khi bật cái Adobe App Control lên ấy, thì nó sẽ hiện lên tất cả các app nhé. Khi mà mở ứng dụng lên ấy, nó sẽ hỏi là Install ACB Prime này. Các bạn ấn Cancel cho mình nhé, cái này không cần thiết đâu. Và các bạn sẽ tìm kiếm cho mình là Joy Share nhé. Đấy, các bạn thấy cái ở dòng đầu tiên này có cái chữ com.xiaomi.joyce này. Các bạn ấn click chuột trái cho mình và các bạn ấn uninstall cho mình nhé. Đó. Các bạn ấn no cho mình. Đấy, và bây giờ cái joyce đã bị xóa ở trong chiếc máy của bạn nhé. Thực ra tất cả những cách xóa joyce ấy, bản chất ấy, nó chỉ là ẩn cái ứng dụng này vào bên trong thiết bị. Nó giống như kiểu ngủ đông ấy. Và khi các bạn muốn ứng dụng nó trở lại thì các bạn ấn vào mục uninstall này. Thì các bạn có thể thấy đó chính là có một cái com.xiaomi.joyce đấy không, đúng không? Các bạn muốn ứng dụng này quay trở lại, các bạn ấn click chuột phải cho mình và ấn restore đó. Ngoài ra ấy, các bạn muốn xóa bất kỳ ứng dụng hệ thống nào ở điện thoại Xiaomi mà chạy MIUI hoặc là HyperOS ấy, thì các bạn đều có thể làm theo cách tương tự cho mình nhé. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hơn nha. Tạm biệt các bạn.